Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Trước khi bắt đầu nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những nội dung chính mà các em đã được học ở buổi học trước. Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những nhầm lẫn cũng như những lỗi sai mà chúng ta hay mắc phải trong quá trình làm bài tập liên quan đến từ vựng, nhất là sự nhầm lẫn giữa động từ và danh từ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tìm hiểu về những sai lầm cũng như những lỗi sai hay mắc phải liên quan tới ngữ pháp, ví dụ như là thời thể của động từ, cách sử dụng những từ ngữ bổ trợ hoặc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ. Trong phần luyện tập, các em đã được giới thiệu về dạng bài tập nhận diện lỗi sai theo định dạng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp. Và đó cũng là chuyên đề giới thiệu kiến thức cuối cùng trong chuỗi 24 chuyên đề. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những mẹo quản lý thời gian khi làm bài thi và chúng ta sẽ cùng nhau giải một đề thi. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số mẹo quản lý thời gian hiệu quả khi chúng ta làm bài thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Đầu tiên, khi chúng ta nhận đề thi từ giám thị, các em sẽ có khoảng thời gian là 10 phút để chúng ta kiểm tra đề, tô và ghi mã đề. Tuy việc đề thi có sai sót hiếm khi xảy ra, tuy nhiên chúng ta cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để kiểm tra xem đề thi có bị in mờ, có thiếu trang hay là bị ghim sai hay không. Nếu chúng ta thấy có bất cứ vấn đề gì liên quan đến đề thi thì chúng ta hãy báo với giám thị để được đổi đề thi khác. Sau khi đã kiểm tra đề thi xong, chúng ta sẽ dùng bút mực để ghi mã đề và dùng bút chì để tô mã đề. Và sau khi chúng ta đã xong thao tác này, các em cần phải úp đề xuống và sau khi nhận được hiệu lệnh của giám thị thì chúng ta mới bắt đầu làm bài. Và chúng ta cũng đừng nên tranh thủ thời gian này để làm bài, tránh vi phạm quy chế thi. Thời gian 60 phút để làm bài thi được đảm bảo đủ, không bao gồm thời gian kiểm tra đề thi này. Khi bắt đầu tính giờ làm bài, các em có thể dành ra từ 1 đến 2 phút để đọc qua đề một vòng và chúng ta có thể xác định những câu dễ để làm trước và số câu dễ này khoảng 25 câu. Những câu này thường rơi vào những nội dung thứ nhất đó chính là những nội dung liên quan tới phát âm, trọng âm bao gồm 4 câu hỏi. Những câu hỏi liên quan tới giao tiếp bao gồm 2 câu hỏi. Chúng ta cũng có thể làm những câu liên quan tới hoàn thành câu trong số những câu trắc nghiệm. Số câu này thường chiếm 10 trên 14 câu. Chúng ta cũng có thể ưu tiên làm trước những câu hỏi liên quan tới trắc nghiệm hoàn thành câu. Số câu hỏi này thường bao gồm 10 trên 14 câu. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những câu hỏi liên quan tới đoạn văn ngắn hơn, rơi vào tầm 5 câu hỏi. Ngoài ra những câu hỏi liên quan tới từ đồng nghĩa trái nghĩa, khoảng 4 câu hỏi, cũng là những câu hỏi mà chúng ta có thể ưu tiên trả lời trước. Tiếp sau chúng ta có thể dành thời gian nhiều hơn một chút, từ 45 giây cho đến 1 phút, để trả lời những câu hỏi khó hơn. Số câu hỏi này khoảng 13 câu, đó là những câu hỏi liên quan tới sửa lỗi sai. 3 câu hỏi viết lại câu, gồm 3 câu hỏi. Chúng ta cũng có thể dành thời gian nhiều hơn để trả lời những câu hỏi liên quan tới kết hợp câu, bao gồm 2 câu hỏi, hoặc những câu hỏi trắc nghiệm hoàn thành đoạn văn, gồm 5 câu hỏi. Ở phần này chúng ta thường dành từ 15 đến 20 phút để hoàn thành, bao gồm 8 câu hỏi, và những câu hỏi trắc nghiệm về hoàn thành câu, nằm trong số 4 trên tổng số 14 câu. Nếu theo quy tắc trên thì chúng ta sẽ còn dư từ 5 đến 10 phút để rà soát lại một lần xem chúng ta có tô nhầm hay bỏ sót một câu hỏi nào không. Bên cạnh đó, để chúng ta có thể hoàn thành 50 câu trong vòng 60 phút thì chúng ta cũng nên lưu ý một số điểm sau. Lưu ý đầu tiên, nếu được thì tốt nhất sau khi suy nghĩ xong mỗi câu thì chúng ta nên tô luôn câu trả lời hoặc khoảng 5 câu tô một lần. Chúng ta nên tránh tình trạng sau khi trả lời xong cả đề thì chúng ta mới tô hết 50 câu vì việc này có thể khiến cho chúng ta bị tô nhầm hoặc tô sai. Hoặc tệ hơn đó là chúng ta sẽ không kịp thời gian để tô hết 50 câu vì chúng ta đã dành thời gian quá nhiều cho việc suy nghĩ câu trả lời. Lưu ý thứ hai, trong tiếng Anh, đặc biệt là những câu hỏi liên quan tới cấu trúc, từ vựng hoặc những câu mà các em không làm được thường là những câu mà chúng ta chưa học tới. Ngoại trừ bài đọc hiểu, nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta có thể tìm ra câu trả lời. Còn đối với những bài tập hoặc câu hỏi liên quan tới cấu trúc, từ vựng, nếu chúng ta không làm được thì khả năng là chúng ta sẽ không thể tìm ra được câu trả lời. Vì vậy, khi chúng ta gặp một câu hỏi khó, chúng ta hãy đánh dấu lại và dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác. Sau đó chúng ta sẽ quay lại những câu hỏi này sau. Khi chỉ còn 5 đến 10 phút cuối thì chúng ta nên rà soát lại một lần để xem chúng ta còn bỏ sót câu hỏi nào không. Đối với những câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời, thì vào khoảnh khắc này, chúng ta nên chọn ngẫu nhiên một phương án nào đó, vì ít nhất chúng ta vẫn còn 25% cơ hội trả lời đúng, đúng không nào các em? Một lưu ý nữa mà cô nghĩ cũng sẽ rất là hữu ích đối với các em, đó là chúng ta có thể khoanh đáp án vào tờ đề, và sau khi kết thúc bài thi thì chúng ta có thể cầm tờ đề về để chúng ta có thể kiểm tra đáp án ngay sau khi kết thúc bài thi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ cùng nhau giải một đề thi tổng hợp. Như các em đã được tìm hiểu về cấu trúc của bài thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh thì 4 câu hỏi đầu tiên là những câu hỏi liên quan tới phần phát âm và trọng âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử sức với 4 câu hỏi này các em nhé. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlying part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1. Chúng ta thấy ở câu hỏi phát âm đầu tiên thì đáp án mà chúng ta lựa chọn sẽ phải là phương án A, plays, vì chúng ta thấy phần đầu gạch chân đang phát âm là âm Z. Thế còn phần gạch chân của 3 phương án còn lại B, C, D thì chúng ta sẽ phát âm này là âm S. Vì vậy mà A là phương án trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 2. Ở câu hỏi thứ hai này, chúng ta thấy phương án mà chúng ta lựa chọn cũng sẽ là phương án A. Vì chúng ta thấy phần gạch chân của phương án A chúng ta sẽ đọc là nguyên âm o ngắn, o, common. Thế còn phần gạch chân của 3 phương án còn lại chúng ta lại đọc là nguyên âm ở. Cụ thể như sau, ở phương án B chúng ta sẽ phát âm từ này là commute. Phương án C chúng ta sẽ phát âm từ này là compact. Còn phương án D chúng ta sẽ phát âm từ này là compute. Sau khi chúng ta đã trả lời 2 câu hỏi liên quan tới phần phát âm, thì 2 câu hỏi tiếp theo sẽ là 2 câu hỏi liên quan đến phần trọng âm. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main struts in each of the following questions. Question 3. Ở câu hỏi thứ 3 này thì chúng ta thấy phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ phải là phương án C, supermarket, tại vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn 3 phương án còn lại chúng ta thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, cụ thể như sau. Ở phương án A, từ này chúng ta sẽ đánh trọng âm vào âm tiết thứ hai, experiment. Phương án B, chúng ta cũng đánh trọng âm vào âm tiết thứ hai, considerate. Và phương án cuối cùng, phương án D, chúng ta cũng đánh trọng âm vào âm tiết thứ hai, anticipate. Như vậy, chỉ có phương án C là phù hợp mà thôi. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi trọng âm khác. Question 4. Đối với câu hỏi thứ 4 này thì chúng ta thấy phương án mà chúng ta lựa chọn cũng sẽ là phương án A, prevent. Vì chúng ta thấy với từ prevent, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Còn 3 phương án B, C, D thì chúng ta lại đánh trọng âm ở âm tiết thứ nhất. Với phương án B, chúng ta sẽ phát âm từ này là mammal. Phương án C, chúng ta sẽ đọc từ này là public. Và cuối cùng phương án D, chúng ta sẽ phát âm từ này là feature. 2 câu hỏi tiếp theo là 2 câu hỏi liên quan tới từ đồng nghĩa trái nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử sức với 2 câu hỏi này nhé. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest in meaning to the underlying part in each of the following questions. Question 5. Many of the engineers have left the company in search of more lucrative jobs abroad. A. Exotic. B. Fascinating. C. Ridiculous. D. Profitable. Đối với câu hỏi này, chúng ta thấy phương án chính xác chỉ có thể là phương án D, profitable. Thế còn 3 phương án còn lại chúng ta có thể tạm dịch như sau. Với phương án A, exotic, thì chúng ta có thể tạm dịch là kỳ lạ. Phương án B, fascinating, thì chúng ta có thể tạm dịch là làm ai đó mê hoặc. Thế còn phương án C, ridiculous, thì chúng ta có thể tạm dịch ở đây là nực cười. Và phương án D, profitable, thì chúng ta có thể dịch là sinh lời hoặc có lãi. Và chúng ta có thể tạm dịch câu văn đã cho, đó là rất nhiều kỹ sư trong công ty đã thôi việc để tìm một công việc sinh lời nhiều hơn. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy từ lucrative có nghĩa là sinh lời và nó gần nghĩa nhất với phương án D, profitable. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 6. Improved funding is fundamental to the success of the project. A. Marginal. B. Vital. C. Relevant. D. Suitable. Đối với câu hỏi này, thì trong 4 phương án A, B, C, D chỉ có phương án B, Vital là phù hợp. Đối với phương án A, Marginal, thì chúng ta sẽ tạm dịch ở đây là không đáng kể, không quan trọng. Còn phương án B, Vital, thì chúng ta sẽ tạm dịch là quan trọng. Phương án C, Relevant, thì phương án C chúng ta thường dịch đó là có liên quan đến. Và phương án D, Suitable, thì chúng ta thường dịch là phù hợp, thích hợp. Và đối với câu hỏi đã cho thì chúng ta có thể tạm dịch là việc gia tăng nguồn tài trợ là nền móng cho thành công của dự án. Trong câu này thì chúng ta thấy từ được gạch chân fundamental có nghĩa là cơ bản, nền móng. Và chúng ta thấy từ vựng này có nghĩa gần giống nhất với phương án B, vital có nghĩa là quan trọng. Vì vậy, phương án B là phương án trả lời chính xác. Hai câu hỏi tiếp theo của chúng ta là hai câu hỏi liên quan tới từ trái nghĩa. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is opposite in meaning to the underlined part in each of the following questions. Question 7. I think it is utterly implausible to expect him to work overtime without giving him a salary increase. A. Rational. B. Controversial. C. Easygoing. D. Considerate. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy chỉ có phương án A, rational là phù hợp. Rational có nghĩa là có lý, hợp lý. Các phương án còn lại thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Phương án B, controversial, thì có nghĩa là gây tranh cãi. C, easygoing, thường là một tính từ dùng để miêu tả tính cách của người, đó là dễ tính. Còn phương án D, considerate, thì considerate có nghĩa là quan tâm đến người khác. Và đối với câu hỏi đã cho thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Tôi nghĩ là việc bắt anh ta làm thêm giờ mà không tăng lương là một việc vô lý. Cụm từ được gạch chân implausible có nghĩa là vô lý. Như vậy, nếu chúng ta cần tìm một từ trái nghĩa với từ này thì chỉ có phương án A, rational, có nghĩa là hợp lý mới là phương án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 8. I'm in the red this month after paying that speeding ticket. I need to find some work over the weekend. A. Stressed. B. Affluent. C. Confident. D. Embarrassed. Đối với câu hỏi này, phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B, affluent. Affluent chúng ta có thể tạm hiểu là giàu có tiền. Phương án A, stressed, thì chúng ta vẫn thường sử dụng với nghĩa là bị căng thẳng. Phương án C, confident, thì chúng ta vẫn thường hiểu với nghĩa là tự tin. Còn phương án D, embarrassed, thì chúng ta thường dùng với nghĩa là xấu hổ. Câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Tháng này tôi đang trong cảnh nợ nần vì phải trả tiền phạt do đi quá tốc độ. Vì vậy mà tôi cần phải tìm thêm việc làm vào cuối tuần. Và chúng ta thấy thành ngữ in the red có nghĩa là trong tình trạng nợ nần. Như vậy, khi mà chúng ta cần phải tìm một từ trái nghĩa với từ này thì chỉ có phương án B, affluent là phương án phù hợp mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới hoàn thành câu. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 9. You can always count on me to help out in blah 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 emergency. A. That. B. An. C. The. D. No article. Trong câu này, chúng ta thấy tình huống khẩn cấp, emergency, là tình huống chưa được xác định hay được biết trước. Vì vậy mà chúng ta sẽ không thể sử dụng được mạo từ xác định the. Ở đây, chúng ta chỉ có thể sử dụng mạo từ không xác định an, vì theo sau là một nguyên âm. Vì vậy mà phương án chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B, an. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 10. Mike should call himself lucky, blah blah blah, for arriving late so often. A. Not to have been sacked. B. To not have been sacked. C. Not having been sacked. D. Not being sacked. Đối với câu hỏi này thì phương án mà chúng ta lựa chọn cho câu hỏi này chỉ có thể là phương án A, not to have been sacked. Ở đây chúng ta thấy có cấu trúc tính từ đi cùng với động từ nguyên thể có to để miêu tả tính chất của hành động. Và trong trường hợp này, hành động sa thải, sack, mang nghĩa bị động, vì vậy phải ở dạng bị động. Nên phương án A là phương án phù hợp. Question 11. The journalist met the deadline, but blah blah blah, only a couple of hours to spare. A. In. B. Of. C. At. D. With. Câu đã cho chúng ta có thể tạm hiểu đó là anh nhà báo đã nộp bài đúng hạn, nhưng chỉ còn suýt soát vài giờ đồng hồ. Trong trường hợp này, giới từ mà chúng ta lựa chọn chỉ có thể là giới từ with. Và chúng ta có cụm từ with only an amount of time to spare, có nghĩa muốn nhấn mạnh rằng chỉ còn thừa một chút thời gian rất ít. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 12. The team went high, blah blah blah, before the match and felt certain they would win. A. Souls. B. Heads. C. Bodies. D. Spirits. Đối với câu hỏi này thì phương án chính xác mà chúng ta lựa chọn chỉ có thể là phương án D. Spirits. Câu hỏi này chúng ta có thể tạm hiểu như sau. Đội tuyển rất hào hứng trước trận đấu và họ chắc chắn về chiến thắng của mình. Trong trường hợp này, spirits là phương án chính xác vì chúng ta có cụm từ in high spirits có nghĩa là phấn khởi, hào hứng. Còn các phương án còn lại đều không phù hợp vì không tạo ra một câu nào có nghĩa cả. Nên trong câu hỏi này, chúng ta chỉ có thể chọn được phương án D, spirits. Question 13. I've never actually met Shane myself. Blah, blah, blah. Everyone speaks very well of him. A. Because. B. So. C. But. D. And. Đối với câu hỏi này, phương án chính xác mà chúng ta lựa chọn phải là phương án C. Câu hỏi này chúng ta có thể tạm dịch như sau. Thực ra, tôi cũng chưa gặp trực tiếp Shane, nhưng mọi người nói rất tốt về anh ấy. Trong câu này, chúng ta thấy phương án but hoàn toàn phù hợp vì hợp với ngữ cảnh của câu đã cho. Hơn nữa, but tạo ra sự tương phản giữa hai vế câu. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 14. For most of my classmates, it is difficult to blah blah blah. The difference between a turtle and a tortoise. A. Speak. B. Say. C. Tell. D. Point. Với câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Phần lớn các bạn trong lớp tôi cảm thấy rất khó phân biệt rùa nước với rùa cạn. Ở đây chúng ta thấy chỉ có phương án C, tell là phù hợp vì chúng ta có cấu trúc tell the difference between A and B có nghĩa là chỉ ra sự khác biệt giữa A và B. Thế còn các phương án còn lại chúng ta thấy chỉ mang nghĩa thuần Việt khi chúng ta dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt chứ chúng ta không có những cụm từ này trong tiếng Anh. Question 15. She has been very busy lately, blah blah blah, for the upcoming end of term tests. A. To revise. B. Revising. C. Revises. D. Revise. Đối với câu hỏi này chúng ta thấy trong 4 phương án A, B, C, D chỉ có phương án B, revising là phù hợp. Câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Cô ấy rất bận rộn ôn lại bài cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Chúng ta thấy revising là một phương án chính xác vì chúng ta có cấu trúc to be busy và đi cùng với danh động từ có nghĩa là bận rộn làm việc gì đó. Nên phương án revising là câu trả lời đúng dành cho câu hỏi này. Question 16. Why James was on holiday in South Africa? It was only by the skin of his blah 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 that he managed to escape from the attack of a lion. A. Teeth. B. Body. C. Arm. D. Leg. Đáp án đúng của câu hỏi này chính là phương án A. Teeth. Ở đây chúng ta có một thành ngữ, đó chính là by the skin of one's teeth, có nghĩa là thoát chết trong gang tấc. Bây giờ mời các em chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 17. The manager was not prepared to blah blah blah. Details about the series of accidents in his company recently. A. Go into. B. Jump into. C. Dive into. D. Come into. Trong 4 phương án A, B, C, D chỉ có phương án A, going to là phù hợp. Câu hỏi này chúng ta có thể tạm dịch như sau. Người quản lý chưa sẵn sàng đi sâu vào chi tiết về chuỗi các sự việc không đáng có xảy ra đối với công ty của anh ta trong thời gian gần đây. Ở đây chúng ta thấy phương án A, go into, có nghĩa là đi vào chi tiết. Phương án B, jump into, có nghĩa là đột nhiên đi vào một vấn đề gì đó. Còn phương án C, dive into, thì chúng ta có thể tạm dịch là lao vào một vấn đề gì đó, gần nghĩa với jump into ở phương án B. Còn phương án D, come into, thì chúng ta thường hiểu với nghĩa là được thừa hưởng hoặc thừa kế tài sản. Trong câu này, chúng ta thấy chỉ có phương án A là phù hợp vì phù hợp với ngữ cảnh của câu. Còn phương án come into thì chúng ta thấy không phù hợp với nghĩa của câu. Hai phương án còn lại thì chúng ta thấy mang ý nghĩa đột ngột, không phù hợp với văn cảnh của câu. Question 18. This invention is expected to be of the great benefit to people who are blah 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 of hearing. A. Short. B. Poor. C. Weak. D. Hard. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy trong 4 phương án đã cho chỉ có phương án D, hard, là phù hợp. Câu hỏi này chúng ta có thể tạm dịch như sau. Phát minh này được dự đoán là sẽ có ích lợi to lớn đối với những người bị lãng tai. Chúng ta thấy phương án D, hard, là phương án chính xác vì chúng ta có cụm từ hard of hearing có nghĩa là lãng tai, khó nghe. Các phương án còn lại chúng ta thấy đều không tạo ra được những cụm từ có hàm nghĩa hợp với ngữ cảnh như trên. Question 19. A team of scientists are going to conduct a topographical survey of this area to blah blah blah, the authority, with necessary information before they decide whether to build a stadium there. A. Inform. B. Acquaint. C. Instruct. D. Notify. Câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm hiểu như sau. Một đội nghiên cứu sinh đang làm một cuộc khảo sát về địa hình để có thể cung cấp cho chính quyền địa phương những thông tin cần thiết trước khi họ đưa ra quyết định xem liệu có nên xây một sân vận động ở đây hay không. Chúng ta thấy trong 4 phương án A, B, C, D đều có nghĩa là thông báo cho ai về điều gì. Tuy nhiên, cách sử dụng các từ vựng này lại khác nhau. Ở phương án A thì chúng ta sẽ sử dụng với cấu trúc inform somebody of something. Phương án B chúng ta sẽ sử dụng với cấu trúc acquaint somebody with something. Còn phương án C thì chúng ta sẽ sử dụng với cấu trúc instruct somebody that và theo sau sẽ là một mệnh đề. Còn phương án cuối cùng, phương án D thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc notify somebody of something. Trong trường này, chúng ta thấy sau từ authority là giới từ with. Vì vậy mà phương án lựa chọn phù hợp chỉ có thể là phương án B, acquaintance. Question 20. He's going to take a blah 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 course to improve his English before starting his term of office in London. A. Crashing. B. Crasher. C. Crash. D. Crashed. Câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm hiểu như sau. Cậu ấy sẽ đi học một khóa cấp tốc để cải thiện tiếng Anh trước khi bắt đầu nhiệm kỳ của cậu ấy ở London. Trong câu này thì chúng ta thấy phương án chính xác chỉ có thể là phương án C, crash, vì chúng ta có cụm từ crash course, có nghĩa là khóa học cấp tốc. Các phương án còn lại thì chúng ta thấy không tạo ra được từ ghép có nghĩa hay phù hợp với ngữ cảnh. Question 21. Blah blah blah, he could not say the word. A. No matter how astonished he was. B. However astonished was he that. C. So astonished was he that. D. Such astonished was he that. Đáp án đúng cho câu hỏi này chỉ có thể là phương án C vì chúng ta thấy có hiện tượng đảo ngữ với so that. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi 22. Question 22. It was a long time before the road was clear of traffic so that she could blah 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 the lorry. A. Overtake. B. Overturn. C. Overdrive. D. Overrun. Đối với câu hỏi này thì chúng ta có thể tạm hiểu như sau. Mất rất nhiều thời gian để đường bớt tắc để cô ấy có thể vượt trước xe tải. Đối với câu hỏi này, chúng ta thấy phương án A, overtake, có nghĩa là vượt qua. Phương án B, overturn, có nghĩa là lật ngửa. Phương án C, overdrive, có nghĩa là chạy xe quá tốc độ. Còn phương án D, overrun, có nghĩa là vượt quá số lượng quy định. Để có thể tạo ra một nghĩa phù hợp với ngữ cảnh của câu thì chỉ có thể là phương án A, overtake. Thế còn các cụm từ còn lại chúng ta thấy không phù hợp với nghĩa cảnh của câu này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những câu hỏi liên quan tới giao tiếp. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. Question 23. Ian is meeting Mark at his house for a short while. Ian, blah blah blah. Mark, I won't say no. A. How are things with you, Mark? B. What about playing soccer this afternoon? C. Mark, do you know what the remote control is? D. What's your favorite food? Beef or pork? Trong trường hợp này, chúng ta thấy câu nói của Mark có nghĩa là tôi sẽ không nói không với việc này, có nghĩa là anh ấy đồng ý. Ở đây chúng ta thấy chỉ có phương án B là phù hợp, bởi phương án B là câu nói mà chúng ta thường sử dụng khi chúng ta muốn gợi ý là một việc gì đó. Chúng ta thấy ba phương án còn lại đều là ba phương án đòi hỏi câu trả lời sẽ phải là một câu trần thuật. Tuy nhiên, câu trả lời trong trường hợp này lại là câu trả lời thể hiện đồng ý cho một đề nghị nào đó. Vì vậy, phương án phù hợp cho câu này chỉ có thể là phương án B mà thôi. Question 24. Hoa has just bought a new dress and I like it very much. Anne, you look great in that red dress, Hoa. Hoa, blah blah blah. A. No, I don't take it. C&C dresses are of low quality. B. Oh, you don't like C&C items, do you? C. Thanks, I bought it at C&C. D. I like it that way. Đối với tình huống giao tiếp này thì chúng ta thấy trong 4 phương án được cho chỉ có phương án C là phù hợp. Trong tình huống này chúng ta thấy người nói đầu tiên đó là An đưa ra lời khen. Như vậy thì Hoa sẽ cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn với lời khen ngợi. Nên phương án C là phương án phù hợp. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những câu hỏi liên quan tới phần viết lại câu. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Question 25. The organization of ideas in my essay is clear. I need to do more work on the conclusion. A. Clear as the organization of ideas in my essay is, I need to do more work on the conclusion. B. Because the organization of ideas in my essay is clear, I need to do more work on the conclusion. C. As a result of the clear organization of ideas in my essay, I need to do more work on the conclusion. D. What with the clear organization of ideas in my essay, I need to do more work on the conclusion. Câu văn đã cho có nghĩa là cách tổ chức ý của bài văn của tôi rất rõ ràng. Tôi cần cải thiện thêm phần kết luận. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy chỉ có phương án A là phù hợp. Chúng ta tạm dịch như sau. Mặc dù cách tổ chức ý của bài viết của tôi rất rõ ràng, nhưng tôi cần cải thiện thêm phần kết luận. Câu văn đã cho là hai câu văn đơn, chưa có sự liên kết. Vì vậy, với đáp án A, chúng ta thấy sự liên kết giữa hai câu này đã tạo ra một sự liên kết logic về mặt ý nghĩa cũng như văn cảnh của câu. Vì vậy, phương án A là lựa chọn phù hợp. Question 26. The journalist will interview the old man. The old man's house was broken into last night. A. The journalist will not interview the old man whose house was broken into last night. B. The journalist will conduct an interview with the old man having the house broken. C. The journalist whose house was broken into last night will interview the old man. D. The journalist will interview the old man whose house was broken into last night. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy phương án đúng chỉ có thể là phương án D. Chúng ta thấy câu văn đã cho có thể hiểu như sau. Phóng viên sẽ phỏng vấn người đàn ông đứng tuổi này và căn nhà của ông ta đã bị đột nhập vào tối hôm qua. Trong 4 phương án A, B, C, D, chỉ có phương án D là chính xác về mặt ngữ pháp. Kiến thức ngữ pháp ở đây chính là mệnh đề quan hệ và phương án D cũng phù hợp về nghĩa so với câu văn gốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những câu hỏi liên quan tới chữa lỗi sai. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlying part that needs correction in each of the following questions. Question 27. You will need to be a little more imaginary if you want to hold your reader's attention. Đối với 4 từ vựng được gạch chân thì chúng ta thấy chỉ có phương án B, imaginary, là phương án lựa chọn chính xác. Bởi chúng ta thấy tính từ imaginary có nghĩa là không có thật, chỉ có trong tưởng tượng. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải sửa imaginary thành imaginative, vì imaginative có nghĩa là giàu trí tưởng tượng. Question 28. One condition of this position is that you must be accessible to work at weekends. Chúng ta thấy trong 4 phương án được gạch chân thì chỉ có phương án C là phương án mà chúng ta cần phải sửa lại. Chúng ta cần sửa accessible thành available, có nghĩa là rảnh rỗi để làm việc. Và bây giờ, xin mời các em chúng ta sẽ cùng đến với phần trắc nghiệm hoàn thành đoạn văn. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. An ambassador is a diplomatic representative that attends international meetings, banquets and parties, and acts as a figurehead for their country of origin. Ambassadors are also known as diplomats, a more general term describing those that work in a foreign country, blah blah blah, retaining citizenship in their home country. The foreign country, known to ambassadors as the host nation, serves as their blah 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 of operation for promoting international relations, while concentrating on specific areas of government, including trade, military involvement, and cultural relationships. An ambassador will smooth relations between countries, especially in the highly blah 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 areas of politics and trade. In addition, they send information about economic and political development in their host country to their home abroad. Ambassadors also assist travelers from their home country, explain foreign policy, and blah blah blah, refugees from hostile environments. Due to the nature of their careers, ambassadors perform all of their duties with a diplomatic demeanor, blah blah blah, a positive relationship between their country of residence and home nation. Question 29. A. Whereas. B. While. C. Nevertheless. D. Though. Ở chỗ trống đầu tiên, chúng ta thấy phương án chúng ta lựa chọn chỉ có thể là phương án B, while. Vì chúng ta thấy chỗ trống cần điền phải có khả năng đó là đứng trước một danh động từ và có ý nghĩa là trong đó, trong khi. Các từ còn lại bao gồm whereas và though thì cần phải đứng trước một vế câu hay còn gọi là một mệnh đề. Thế còn nevertheless thì cần phải đứng đầu câu và ngăn cách với thành phần câu bởi dấu phẩy. Nên trong trường hợp này chỉ có phương án B, while là phù hợp. Question 30. A. Base. B. Root. C. Floor. D. Ground. Ở chỗ trống thứ hai thì chúng ta thấy trong 4 phương án đã cho chỉ có phương án A, base là phù hợp. Base khi điền vào chỗ trống này thì tạo ra cụm từ có ý nghĩa là trụ sở hoạt động. Question 31. A. Sensational. B. Sensible. C. Sensitive. D. Sensory. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án C, sensitive, vì có nghĩa là nhạy cảm, phù hợp với ngữ nghĩa cũng như ngữ cảnh của đoạn văn. Ở 3 phương án còn lại thì lần lượt chúng ta thấy phương án B, sensible, có nghĩa là hợp tình, hợp lý. Phương án C, sensational, có nghĩa là giật gân, gây kích động. Còn phương án D, sensory, có nghĩa là thuộc về giác quan. Question 32. A. Escape. B. Evacuate. C. Eliminate. D. Accurate. Ở trong câu này, chúng ta thấy phương án chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B, evacuate, Vì chúng ta thấy evacuate kết hợp với danh từ chỉ người refugees có nghĩa là di dân, tản cư. Các phương án còn lại thì chúng ta thấy escape có nghĩa là thoát khỏi, trốn khỏi cái gì đó. Eliminate thì có nghĩa là thanh trừng hoặc loại trừ. Còn phương án excavate có nghĩa là khai quật. Nên xét về ngữ nghĩa thì chỉ có phương án B là phù hợp mà thôi. Question 33. A. Enabling. B. Enacting. C. Enforcing. D. Ensuring. Ở đây chúng ta thấy phương án mà chúng ta lựa chọn cho chỗ trống này chỉ có thể là phương án D. Ensuring. Ở đây chúng ta có thể tạm dịch. Các đại sứ thực hiện nhiệm vụ của họ với phong thái ngoại giao, đảm bảo mối quan hệ tích cực giữa các quốc gia. Chúng ta có phương án A, enable, có nghĩa là làm cho ai đó có thể làm việc gì. Phương án B và phương án C thì có nghĩa tương đồng như nhau, nghĩa là áp dụng. Nên xét về ngữ cảnh ngữ nghĩa thì chúng ta thấy chỉ có phương án D là phù hợp mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đọc hiểu. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question. Look around your classroom. Do you see students sitting at desks? Are teachers writing on a board and giving lectures? At Southern Cross School, near the famous Kruger National Park in South Africa, things are different. Here, nature is the classroom. Both the park and the school are home to wild animals such as giraffes, impalas, and warthogs. Students at the school study the same subjects as other students in South Africa. But at Southern Cross, the staff and students go out into the wild to learn. In one lesson, students apply the principles of mathematics to study of local wildlife. Younger students count how many kinds of animals drank at the nearby water troughs during the night. Older students measure the amount of water the animals drank and work out how much water the animals will need over weeks or months. In language classes, a common topic is conservation. In one recent debate, students discussed an important question. Should people give water to wild animals during a drought? Another might consider finding out how animals died. The director of the school is Anta Boer. His aim is for students to learn the importance of caring for the environment. De Boer says, when they leave school, we want them to be champions of natural environment. As the school motto says, Southern Cross aim to be school for the planet. Question 34. In what way is Southern Cross a special kind of school? A. Students don't study normal school subjects. B. Students listen to a lot of lectures about nature. C. Students use nature to study school subjects. D. Students take care of animals in their classroom. Chúng ta thấy trong 4 phương án A, B, C, D thì điều mà tạo nên nét đặc biệt của ngôi trường này chính là phương án C. Ở đây chúng ta có thể tìm được thông tin ngay ở phần đầu đoạn văn, đó chính là Here, nature is the classroom. Question 35. What is the writer's purpose in writing paragraph 3? A. To give examples of how Southern Cross students study mathematics. B. To describe the various subjects that students study at Southern Cross. C. To explain how much water South African animals drink. D. To show why it is important to learn about mathematics. Đối với câu hỏi này, chúng ta thấy trong 4 phương án thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án A thôi. Ở đây, chúng ta có thể sử dụng dữ kiện trong bài đọc. Đoạn văn đã miêu tả cách mà học sinh sử dụng những kiến thức toán học để count how many hoặc measure the amount of tương ứng với từ how trong phương án A. Như vậy, phương án A là phương án trả lời chính xác cho câu hỏi này. Question 36. Which type of lesson goal is not mentioned? A. Measuring how much water animals drink. B. Learning how an animal died. C. Talking about a conservation topic. D. counting how many animals there are in the park. Ở đây, đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy phương án đúng sẽ là phương án D, counting how many animals there are in the park. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy chúng ta có thể sử dụng dữ kiện xuất hiện trong bài đọc. Ở đây, chúng ta thấy các phương án còn lại đã được nhắc đến ở các câu như là older students measure the amount of water the animals drank and work out how much water the animals will need over weeks or months, tương ứng với measuring how much water animals drink. Ở câu văn tiếp theo, chúng ta cũng thấy xuất hiện dữ kiện in one recent debate, students discussed an important question. Should people give water to wild animals during a drought? Tương ứng với talking about a conservation topic. Và cuối cùng chúng ta thấy có xuất hiện dữ kiện như sau trong văn bản. Another might consider finding out how an animal died. Tương ứng với learning how an animal died. Như vậy, đối với câu hỏi này thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án D mà thôi. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 37. The phrasal verb work out in paragraph 3 is closest in meaning to A. Provide, B. Plan, C. Predict, D. Calculate. Ở đây chúng ta thấy work out có nghĩa tương ứng với động từ calculate, có nghĩa là tính toán ra. Và trong đoạn văn thì chúng ta thấy work out xuất hiện trong câu văn như sau. All the students measured the amount of water the animals drank and worked out how much water the animals will need over weeks or months. Như vậy thì chúng ta thấy với câu hỏi này thì phrasal verb work out chỉ có thể tương ứng với nghĩa của động từ ở phương án D, calculate mà thôi. Question 38. The word another in the fourth paragraph refers to A. Animal, B. Topic, C. Drought, D. Water. Trong 4 phương án của câu hỏi này, chúng ta thấy chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án B, topic mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đoạn văn để tìm xem câu trước và câu sau có từ another là câu văn gì. In language classes, a common topic is conservation. In one recent debate, students discussed an important question. Should people give water to wild animals during a drought? Another might consider finding out how an animal died. Như vậy có nghĩa another sẽ tương ứng với one recent debate. Vậy phương án mà chúng ta lựa chọn cho câu này sẽ là phương án B. Như vậy, trong chương trình hôm nay, các em đã được cô Thảo Trang giới thiệu các mẹo quản lý thời gian khi làm bài thi. Bên cạnh đó là các phần giải bài tập trong đề thi liên quan đến các nội dung: phần phát âm, trọng âm, phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa, phần trắc nghiệm hoàn thành câu, phần chức năng giao tiếp, phần viết lại câu, phần chữa lỗi sai, phần trắc nghiệm hoàn thành đoạn văn và cuối cùng là phần đọc hiểu. Còn bây giờ, các em hãy cùng lắng nghe những lời chúc của cô Thảo Trang trong phần cuối của chương trình nhé! Cô hy vọng với những chia sẻ của cô liên quan tới những mẹo quản lý thời gian hiệu quả khi chúng ta làm bài thi thì cô xin chúc tất cả các em chúng ta sẽ có một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thành công các em nhé!